không đỡ được. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu ngày hôm nay. Win đang phong độ rất tốt này, khi mà thắng liên tục ở cái châu này, nên là cho Win ra khởi đầu trận đấu luôn này, bắt đầu này. Có tiếng à? Tiếng game đâu? À, có tiếng game mà anh. Anh xem thấy nhỉ? Có. À, anh ta xem có tiếng. Hơi bé à? Vâng, tiếng đấy xem tăng lên. Bé qua trận này. Quy đánh rộng mà, cô đem rồi, rộng cô đem rồi. Quy lại đánh Cycle, lại đánh mãi nữa Cycle nhỉ. Ủa, thế này thì thủ yếu quá. Không biết là có PK hay có gì không đây. Mẹ gay rồi, chắc chắn là cô đem, khả năng cao là cô đem rồi. Cô đem mà Quy đánh ra lại Cycle Miner. Miner God thì hơi khó ăn. Phải gay rồi, gay rồi. Thế như đây là một con deck có rocket đúng không anh? Do Miner Cycle nó là không ăn được, không thể ăn được cái beat down, rất khó được beat down, beat down là vì là beat down của Lem. Rồi có PK này, có Ghost nữa. À PK, PK, à, à. Đây là Balloon, đúng không? Balloon, có thể là Balloon. Không. Nếu mà Miner mà đi Discord thì chắc là Balloon. Tại vì là sáng nay em đã gặp một cái trận của Dark Knight đánh tận một cái Dick Balloon. Nhưng mà Dark Knight lại chơi là một cái X-Bow. Nhưng mà Golem này cũng... nhưng mà PK này cũng chưa chắc là PK cao hơn được Golem nhá. Vì có Golem con Green đang quá là to. Ui. Đỡ được không đây? Đua sao? Ô, thủ tốt. Okay. PK vào đi. Come on. Không được rồi. Không vào rồi. Thế là được rồi. Ok, dỉ nhà. Miller dỉ nhà. Thế là không rồi. 1100 đó. Ok, vẫn đang có lợi thế. Eli thì đang chân nhau hơn. Ô, sao không đeo cho con bia lên nữa đã? Miner quay lại, đúng rồi. Vào đi, PK vào đi, ôi. Được rồi. Mẹ em đã gọi. Vâng. Tiếp Ghost vào đi, Miner. Vào đi. Rồi. Hai hit. Quá hay. Quái dâm rồi. Bên này anh có nhìn rõ không? Rồi. Rõ ràng là Huy Win đánh bắt bài là rõ ràng là bắt bẫy rồi. Win là Win đã bắt bẫy Legion, bởi vì sao Win cứ nghĩ là Huy sẽ đánh deck Cycle. Cho nên là Huy đã chọn deck Golem Hit Down để counter. Nhưng mà hôm nay là Huy đã có cái chiến thuật mới là đánh cả PK. Có dự biến deck không đây? Ngay là Miner Cycle, có thể mà trận này là Huy đổi sang Miner Cycle, không đánh Miner Golem nữa. Win vẫn giữ deck rồi. Ồ, có Golem IC kìa. Chưa chắc giữ deck. À, rồng thì giữ deck rồi. Win thì giữ deck rồi, còn Win thì khuyết nhà, Win thì... Em nghĩ đây là Balloon. Có thể là Balloon PK, có thể là Balloon PK. Đúng rồi. Đúng rồi, Balloon PK rồi. Ô, không được rồi, PK, không PK, nó đẹp rồi. Ôi, nguy hiểm quá, con ngựa vào chứ không? Nguy hiểm quá. Ui! Thay phát đi! Không được. Ôi dồi ôi!
这样的话就是亏了，对吧？是亏的，但费用的话亏了很多，那这边可以直接下石头人了。那这样的话就是有点难打。không đi một mình chỉ có chiến thuật là ép ép bố em xong rồi phản công Balon thì mới tấn công được. Nhưng mà làm thế nào để cho nó sử dụng cái Ronaldo ấy, thì vì nếu mà Ronaldo mà hút là chết. Mình cái trận này mình ở thế phòng thủ rồi phản công, không nên là công chủ động công, nếu không chủ động là Peka sẽ rất được vì họ đép, bởi vì có Ronaldo lại có đép Alon rất là tốt. Ôi Ronaldo rồi. Còn nét được, nhưng mà nếu thế này mà cứ nó họ cứ Ronaldo là mình sẽ chết mất. Mega rồi, đúng rồi, Mega rồi, là bạn luôn. Miner đâu? Come on, Ronaldo, nó dùng Ronaldo mất rồi. Nhưng mà phải chơi như thế này để họ dùng Ronaldo để mình còn thủ được. Không. Tiếp tục. Vào đi. Còn rồng tiếp theo rồi. I see. Rất thông minh. Tránh được cái lót cực kỳ thông minh. Tiếp tục balloon. I see. Ở bên kia ngựa. May quá. Balloon không vào được. Xoay một cái balloon nữa đi. Xoay một cái balloon nữa đi. Không xoay cũng không vào luôn, mà họ thủ được. Nếu mà mình tham công như này là rồi, để chừng họ é đi, họ sẽ phản công là không có kịp é đi mà ép đâu. Bởi vì nha, lít về lít kia là vô dụng rồi, lít của Liên Dừng là không có tác dụng bởi vì họ có đồng. Miner một mình không nên thì hơi phí. Uầy, cô lem ngay cầu rồi. Ăn thiệt rồi. Cô lem vào chỗ mất rồi. Rocket rồi. Ôi Rocket nó khỏi dần rồi. Ô trận này thua nó sẽ đi dừng bởi vì sao đấy, cái đấy họ là đấy cao tơ mình luôn, đấy họ là đấy cao tơ bởi vì họ cách này đấy có rồng như con đô mấy đoàn lít lít chết luôn. Thủ đây là những con lít lít của Huy là con như thế luôn. An toàn nhất vẫn là bây giờ cái đá hút là cái mà cao tơ được. Còn các cái khác rất là khó, rất là khó Ui con. Ok, vẫn đang cân bằng. Mở á? Do anh để qua HD đi, anh để HD. Em đang vẫn đang xem trên này vẫn được mà. Vẫn đang xem ở trên này vẫn được. Gót vào trụ rồi, gót vào trụ. Ở đâu tìm quá men.
không ngờ con Ice Spirit nó lại không nhảy vào con boss. Khả năng trận này là Huy và Huy có lấy lại vâng, vẫn đây cũng thôi, còn đây khóc. Khóc không chấm được bà nào. Ước kêu sinh nợ. Nhưng thật ra Thật ra với cái deck mà có lý tiền Huy anh cũng không hoàn toàn là ưng ý lắm. Trong cái tình huống, trong cái bối cảnh mà Huy đang có dùng cái deck modem mà Tolo dùng nhá. Dạ. Rõ ràng là Huy rất thích đánh cái deck có Tolo mới dùng. Mà lấy cái deck mà có nhiều quy định như thế là một trong những điều bất lợi. Vâng, lá cả. Có lá không? Ví dụ Huy mà Huy. Ui, con đi kêu sinh hợp. Tại sao lại chưa phá được? Thế này thì vào trụ như nào đây? Đấy là hướng Kishner rồi, nhưng mà nó vẫn đang đứng lại. Con hót Pekka đâu? Cái này chỉ có Miner Poison thôi. Ơi, con Rock bên kia. Pekka vào đi, không được rồi. Spear vào đi. Vào rồi. I'm the fan.